nay mình quay cho các bạn xem một cái cây chôm chôm. Một cái chôm chôm của nhà của một người dân. Hôm nay mình đi chụp hình và gặp được một cái cây chôm chôm này. Size quả lắm nhá. Đây họ bứt thở, họ hái được rồi, họ bán rồi đấy. Và vẫn còn nhiều quả này. Nhiều trái. Chôm chôm này ở miền Nam. Cây này, hai cây này người ta trồng cách đây hơn 20 năm rồi. Nó tầm khoảng 23, 24 năm. Tức là trồng từ khoảng năm 98 đến giờ. Đây, gốc các bạn. Đây là một cây nữa. Đẹp lắm luôn nha. Gốc to này nè. Em nha, cái cọc đỏ đỏ chót trên này, đây cận cận đây, chôm 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 nha, đẹp chưa? Đây còn đang ương ương các bạn ạ, chùm này khoảng gần 1 ký đấy, quá xinh quá đẹp luôn nhá. Ở ngoài Bắc thì thấy con chôm là thể lạ lắm luôn đấy. Mà cái vỏ của nó đặc biệt là vỏ nó có rất nhiều gai mềm. Nếu mà nhìn nhìn sơ qua thì nhìn cái quả chôm chôm nó cảm giác giống con virus corona nhiều gai lại màu đỏ này. Năm nào mà quả mà sai á, nó cây này nó tầm khoảng cỡ 2-3 tạ các bạn, 3 tạ, 3 tạ chôm chôm. Năm nay thì cây này chỉ đạt khoảng 2 tạ. Cái này cành này nó bị gãy các bạn, cây này bị gãy này, trời ơi gãy cành xa lên mái nhà luôn, xa to các bạn coi nhé. Chôm chôm này ăn ngọt, ngọt không hề chua một tí nào nha, ngọt lắm, ngọt luôn nha. Ngọt ăn cũng dốc tựa nha, không dính tựa nha. Chưa quá xinh luôn. Đi làm cái chôm chôm của gia chủ được phép nha. Mình quay cho các bạn xem tí cho thích vậy thôi nha.